Hello cả nhà, bác sĩ Dung đang ở trong cái tình trạng là bị liệt dây mặt bên, hay còn gọi là liệt dây 7 đấy. Liệt dây 7 thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng là nó liệt cái vận động của các cơ bám ra mặt. Như vậy thì thấy rõ nhất là các cơ quanh môi và quanh mắt, thì cái dấu hiệu điển hình của nó là nhắm mắt không kín và nhe răng miệng lệch đây. Đó. Cái miệng bên này nó sẽ kéo ở phía bên khỏe và mắt thì thường sẽ không nhắm hết được. Thì đó là dấu hiệu điển hình của liệt dây 7. Thì liệt dây 7 do nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà hay gặp nhất đó là nguyên nhân do lạnh hoặc là nguyên nhân do viêm. Đó. Thì ngoài ra thì còn một số các cái hội chứng liên quan đến đột quỵ, liên quan đến u góc cầu tiểu não hay là hội chứng góc cầu tiểu não, thì nó sẽ nằm trong những bệnh cảnh mà nó có thêm những cái dấu hiệu thần kinh vô trụ khác. Thì ngày hôm nay thì bác sĩ Dung đang điều trị bằng kết hợp cùng với lại y học cổ truyền. Hy vọng là sẽ nhanh hồi phục đây. Đấy, chuẩn bị châm cứu rồi. Châm cứu thì nếu mà trong liệt dây 7 thì sẽ phải châm cứu những huyệt nào hả bác sĩ Giang? Châm cứu những cái huyệt mà sẽ giống hoạt huyết, làm cho cái mạch máu lưu thông, điều đó thì cái vùng cơ mặt nó sẽ giải tỏa dễ chịu hơn so với việc mà mình bấm huyệt. Bấm huyệt thì khi mà bấm huyệt tại cái thời điểm liệt mặt này thì sẽ không tốt. Chúng ta chỉ có thể giải tỏa cơ. Lông mày sụp hơn bên rồi này, đấy thấy không? Lệch hẳn mặt luôn. Nói chuyện bị lệch, cười bị lệch này. Thật là bệnh này vẫn là hơi cay mắt vì là hơi ngại. Ôi thôi nha, dừng cái đoạn này lại nhá, đau lắm. Bốn huyệt trong phong bế cái vùng mắt, đây là những huyệt gì và hiện tại là mình nặng nhất là cái cung mày đúng không, thì mình sẽ châm trước đúng không? Nhánh trên. Thôi không nói nữa. Có gì? Rồi ơi ơi, đau. Đau đâu vậy chị? Nó hơi giật giật đấy. Ngày trước mà vẫn chịu được. Hơi nhức nhức nhưng mà vẫn chịu được. Hiện tại chúng ta sẽ đang hơi ngại. Thì hơi ngại thì là việc để làm cho cái việc mà điều hòa khí huyết tại cái vùng mắt này được lưu thông dễ hơn. Thì từ đó cái việc sụp mắt hay là việc cứng cơ mắt, cơ cứng cơ sụp mí mắt này sẽ phục hồi tốt hơn. Thì nó sẽ có hai thể, một là chúng phong hàn, hai là chúng phong nhiệt. Thế thì cái việc mà chúng phong hàn thì là do chúng ta đi gió lạnh, thời tiết mà lạnh, hoặc là chúng ta tắm nước lạnh, xong rồi chúng ta vào với tắm nước nóng, xong ra ngoài trời lạnh quá thì cũng dẫn đến liệt mặt. Đấy. Thế còn chúng theo độc thì chúng ta là do chúng ta ăn uống chế độ nghỉ ngơi không điều độ này, và dẫn đến việc chúng ta bị ảnh hưởng đến não bộ và thần kinh, thì dẫn đến việc mặt của chúng ta sẽ bị lệch. Thì tác nhân của nó cũng sẽ là do thời tiết, thế nhưng mà nó sẽ không chiếm nhiều so với cái thể phong hàn, trúng gió gọi là trúng gió đấy. Còn trúng nhiệt thì là nó sẽ không chiếm quá nhiều. Trúng gió là chỉ chúng ta sẽ điều trị dễ hơn. Còn trúng phong nhiệt thì chúng ta phải sử dụng kháng viêm, tiêm kháng viêm thì mới đỡ được. Nó nhẹ quá, giật nhẹ quá. Nói chung nhẹ hơn lúc này.